đường lạc thế giới đại từ đại bi tiên dân đạo sư A Di Đà Phật. Thank you.
từ đại bi tiên dân đạo sư A Di Đà Phật. Thank you.
Sư A Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ trăm di lầm được
Trước đây thì chủ trì chùa Nam Vô Thượng và toàn thể Phật tử khách lưỡng từ năm ngoái, chúng tôi ra đây hoàn pháp và có các vị Phật tử mời chúng tôi đến đây, nhưng nhân duyên thời tiết chưa đủ và hôm nay nhân duyên đã đầy đủ, chúng tôi đã chuẩn bị trước cả hơn một tháng từ khi giảng ở chùa Ngồi Hà Đông ngày 29 tháng Giêng. Chúng tôi đã thông báo chương trình tại chùa Nam Vô Thượng. Chúng ta sẽ có một buổi đại lễ phóng sanh. Chúng tôi có tâm nguyện như vậy. Hôm nay chúng tôi ra đây nói về những cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cái lời nguyện này nó rất là trùng hợp vào trong cái buổi mà chúng ta làm những cái trò hành để hồi hướng bản sanh cực lạc. Vì nguyên tắc của người bản sanh nó có hai phần. Phần thứ nhất gọi là chánh hành, phần thứ hai gọi là trò hành. Và cái trò hành rất quan trọng, giúp cho cái chánh hành để mình bản sanh lên cực lạc. Thì như vậy hôm nay chúng tôi nói đến cái bổn nguyện của Phật A Di Đà mà mười phương chư Phật thành Phật ở một mức độ nào đều nói đến cái nguyện được của Phật A Di Đà, đều nói đến cái cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà là y báo, và đều nói đến cái công đức danh hiệu của Phật A Di Đà. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật của Ta Bà hay là Đức Phật Di Lặc thành Phật trong vị lai, tức là tương lai ở hồi Lâm Hoa, thì Ngài vẫn nói đến bổn nguyện của Phật A Di Đà. Đó là do cái nguyện lực của Phật A Di Đà, là nguyện thứ 17 là cái con thành Phật. Mười phương chư Phật thành Phật ở mức độ nào, ở một cảnh giới nào, đều nói đến nguyện lực của con, và nói đến công đức danh hiệu của con, và nói đến cảnh giới của con. Nếu mà nguyện này không thành thề con không thành mỗi chánh giác. Vì cái nguyện này, vì cái nguyện thứ 17, cho nên chúng ta mới biết đến cảnh giới được là biết đến Đức Phật A Di Đà và biết đến 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, cho nên nguyện thứ 17 rất quan trọng. Đó. Và nguyện thứ 18 là 10 niệm được vãng sanh. Và quý vị cũng thường nghe quý thầy giảng không ạ? À. Nguyện thứ 18 tức là nhất hướng chuyên niệm. Khi lúc năm chung, nếu quý vị tỉnh táo sáng suốt, giữ một niệm đến 10 niệm nhất tâm bất loạn, đầy đủ tính nguyện, thì người này sẽ được Phật rước về đất hướng cực lạc. Đó là 10 niệm vãng sanh không ạ? Và nếu người đó là bị phạm tội muốn mình trọng tội, nhưng Phật, nhưng nếu người đó quay đầu ăn năn sám hối, muốn mình là gì? Giết mẹ, giết cha, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu phá họ hiện tâm. Năm cái này gọi là cực trọng nghiệp, phải đọa vào trong địa ngục. Nhưng nếu người này tin tưởng đến Phật Thực Là, tin tưởng đến Phật A Di Đà, hết lòng ăn năn sám hối, người này vẫn được vãng sanh. Đó là ai? Đó là Vô A Xà Thế, giết cha, nhốt cha trong một tù cho cha chết, và nhốt mẹ là bà Hòa Hậu Quy Đề Ni. Thế mà Vô A Xà Thế biết ăn năn sám hối, quay đầu lại và phát Bồ Đề Tâm niệm Phật, và A Xà Thế vẫn được vãng sanh là thượng phẩm chúng sanh. Quý vị lập ra kinh Quán Vô Lượng Thọ, quý vị thấy nghĩa là người đã tạo ngũ nghịch trọng tội rồi, nhưng với điều kiện biết ăn năn quay đầu sám hối. Quan trọng chỗ này, quan trọng chỗ là ăn năn quay đầu sám hối, thì người này sẽ được mang cái nghiệp cũ đó về các phương cực lạc để tiếp tục tu, không mang nghiệp mới. Đó là đến nghiệp bản sanh, mà tất cả các pháp môn khác không có đến nghiệp bản sanh mà phải niệm sạch tình không. Như vậy cái bổn nguyện của Phật A Di Đà, mười phương chư Phật thành Phật ở cõi nào cũng nói hết. Hôm nay chúng ta cũng theo dấu chân của Phật và theo nguyện lực của Phật A Di Đà, cho nên chúng tôi đi đến đâu cũng giảng kinh Vô Lượng Thọ, và đi đến đâu cũng nói về nguyện lực của Phật A Di Đà.
đó là chúng ta thay thế mười phương chư Phật, tán dương công đức của Phật A Di Đà và thay thế mười phương chư Phật để gì? Để chúng ta hoàn pháp quy giáo bộ, lợi sanh quy bổn hồi. Đây là cái lợi cứu cánh trong một đời mà người ta vãng sanh thành Phật. Quý vị thấy gì đúng không? Như vậy hôm nay á, chúng tôi đến đây nói thẳng vào bổ nguyện của Phật A Di Đà và nói thẳng vào cái công đức danh hiệu và cái nguyện lực của Phật A Di Đà để cho quý vị tập trung vào trong cái nguyện lực này để quý vị phát bồ đề tâm để nguyện vãng sanh. Cái nguyện thứ 19 là cái nguyện gì? Nghe danh Đức Phật A Di Đà và phát bồ đề tâm. Chỗ này rất quan trọng. Đức Phật A Di Đà nguyện, hôm nay chúng ta nguyện nói nguyện thứ 19, mà đêm hôm nay chúng tôi nghe Phật tử ở tại chùa này hơn 2.000 người, trong lòng chúng tôi cứ cầu nguyện Phật làm sao cho con đến đây có một cái nội lực và Phật gia hộ cho con để con nói cho tất cả 2.000 người này cảm được nguyện của Phật gia để tin sâu và nguyện tiếp cái nguyện thứ 19. Đây là cái nguyện mà gì? Mà chứng nguyện là cái nguyện phát bồ đề tâm. Nếu quý vị có nguyện thứ 18 là nhất tâm bất loạn, mưa không xa, gió không lọt, mà không có nguyện thứ 19 là phát bồ đề tâm để mà nguyện vãng sanh thì quý vị không được vãng sanh. Hôm nay quý vị cũng học để gia đình mình có hữu sự á, mình biết cho mình khai này. Khai là chỉ bài, khai là mở, thị là chỉ mở cho họ thấy một cái chân trời rộng rãi. Đó là cái bỏ con này về cái cuối cực là được cái tâm là 32 đến tốt 80 lễ. Cho nên chúng ta thấy cái nguyện thứ 19 này là cái nguyện mà gọi là hạt tâm quan trọng. Người bản sanh khi ra đi khỏi tướng tốt, đỉnh đầu ấm, tay chân mềm mại, có mùi thơm là một bài viết tác không lời để dành lại cho gia đình của mình và gia đình của mình sẽ giác ngộ. Cho nên pháp môn tịnh độ là tam căn phổ tị hàm thánh gồm thâu. Tam căn là thượng căn như Đức Quan Âm, Đức Đại Bi Quan Thù, Đức Phổ Hiền là thượng căn. Trung căn như các vị võ là Mã Minh Luân tượng cho nhà thiền chuyên ngộ thường sinh, và hạ căn là những hàng ngu dốt như chúng ta gọi là ngu phương ngu phụ hai mốt. Vậy mà niệm Phật vẫn được vãng sanh. Cho nên nó pháp môn này là pháp môn tam căn phổ tị gồm thâu, và khi về tới cực lạc là thì được như thế, được một cái cảnh giới gọi là hàm thánh đồng cứu độ, hạ phẩm vãng sanh, là mình thoát ly khỏi sanh tử luân hồi. Con đường nó rõ ràng và mở một chân trời mà gì mà sáng sủa để chúng ta đi. Quý vị thấy qua sanh thế giết cha như vậy mà quay lại bản năng sám hối vẫn được vãng sanh, huống hồ chỉ là quý vị họ ạ. Chúng ta thấy được cái nguyện lực của Phật nó cao sâu, nó vĩ diệu, và người tin cho Phật tứ nữ rộng dài thiết thành thập môn và á đáo rằng thập phương tam thế Phật A Di Đà tự nhất, đúng không? Trong kinh tôi nói mà rõ ràng, chúng ta nghe rất là rõ ràng. Hôm nay chúng tôi đi sâu vào bổ nguyện của Phật A Di Đà, tập bốn văn kinh để quý vị tự đến tâm để mình về mình chuyên sâu. Giác Minh Chủ Hạnh Bồ Tát nói là niệm Phật tối kỵ xét đặt. Xét đặt là gì? Chúng ta nói cái này là tiền kéo trong hồi lễ tình cảm. Xét đặt nghĩa là mình nửa trì chú, nửa niệm Phật, lúc lên chú không biết trì chú ra niệm Phật đây. Đó, vô thế rớt rớt này. Và lúc lên chú chỉ cần 10 niệm mạng sanh, đúng không ạ? Thì sao bây giờ mình không tập trung còn tâm cho con ra đi đạo Phật giống như là ngày hoàn niệm tổ một ngày 16 đêm, để lúc trên trung tâm mình không có nghi ngờ và tâm mình không có tán loạn và thân thể không đau bệnh. Chỗ này quan trọng, rất quan trọng. Lúc ra đi thân không đau bệnh, tâm không hôn mê. Nếu quý vị đạt được hai tiêu chuẩn này, hai tiêu chuẩn là thân không đau bệnh và tâm không hôn mê, chắc chắn là quý vị làm sao, đúng không ạ? Muốn thân không đau bệnh thì bây giờ đừng ăn thịt chúng sanh, đừng ăn mặn nữa. Ăn mặn là tiếp tay cho người ta giết chúng sanh. Và phát bồ đề tâm phóng sanh, không ăn mặn để nuôi thân, và ăn cây đó là trị ác. Mà cái trị ác nghe đừng có nói ở đời tôi đâu có cướp của giết người đâu, chưa tu.
tôi đâu có làm ác đâu khi tôi không. Nếu mình không có làm ác mà không có đổ vào tam ác đạo đâu, mình không đổ vào dục giới, sắc giới, cũng sắc giới này đâu. Mình tạo ra nhiên nghiệp của quá khứ, hôm nay mình mới có ngưng lại không ăn thịt chúng sanh mà gì không sát sanh, đó là gì ác. Muốn tiêu cái nghiệp của quá khứ bây giờ phải đáp tiền, đáp tiền là mình gì không sanh, phóng sanh để gì, để mình kéo thọ mạng dài và trừ tống để tiêu những cái tội của quá khứ. Nên nhớ rõ như vậy. Như vậy hôm nay quý vị về đây, chúng tôi nói đến bổn nguyện của Phật Di Đà và nói đến trợ hạnh về vấn đề vạn sanh, mà cái trợ hạnh này giúp cho quý vị lúc tâm chung thân không đau bệnh. Quan trọng chúng tôi bây giờ đang đi ra ngoài Bắc có một cái tâm nguyện làm sao tại đây xây được cái phòng vạn sanh. Nếu mà đang đi từ đây mà xây được cái phòng vạn sanh, chúng tôi nói là chỉ đưa chỉ hai ga vạn sanh thôi, cái chùa này người ta tập trung về ao và gì, và họ xuống đây giao hộ. Quý vị hộ liền cho hai người bản sanh bằng một đời tu hành. Cho nên quý vị về chùa hôm nay, người còn sống về trong như vậy, người chết về trong gấp trăm lần như vậy, họ nghe cái chuyện này, nghe phóng sanh này, cái công đức đó gia đình ngũ quyền quý vị sẽ gặp được. Cho nên hành giả tịnh độ là ăn siêu mà dương thế. Dương thế nghĩa ăn siêu nghĩa là ai? Anh xin nghĩa là quý vị muốn thiết thực phóng sanh và về đây quy y cho họ thì họ thanh thoát nhẹ nhàng, thì người vui cũng được thanh thoát. Các quan trọng là này à, đó. Như vậy hôm nay chúng con về đây nói đến cái nguyện lực của Phật A Di Đà, mà đặc biệt mỗi lần đó là mỗi lần khác. Vì sao? Vì cái tâm tu mình đã khác, cái hoàn cảnh đã khác, và cái tâm nguyện của Phật tử tha thiết tự nhiên Phật gia hộ nó có khác. Bây giờ quý vị đã nghe cho kỹ ha, đã nghe cho kỹ không có đọc cái quyền thứ 19 Phật Di Đà, mà mỗi lần chuẩn bị đọc và chuẩn bị nói cho người cứ nổi ra khóc, nó có một cái sự mà cảm xúc lạ kỳ. Quý vị phải thâm nhập một bộ kinh, quý vị khi nói với người ta khi tụng kinh là nước mắt rơi lệ lâm tóc dựng đứng. Đây là đã phát hiện ra phước đức nhiều đời nhiều kiếp của kinh cỏ. Trong kinh nói là, trong kinh nói khi người tụng kinh, khi người niệm Phật mà lâm tóc dựng đứng, nước mắt rơi lệ, không phải là người phàm, nghĩa là thân là phàm nhưng tâm người ta là trí tuệ của thiên thai. Muốn như vậy là phải thâm nhập một môn trường kỳ chuyên tu qua một bộ tham này. 23 năm chúng tôi lòng vòng tìm không biết bao nhiêu bộ kinh, và cuối cùng gặp được một cái vô lượng thọ của Hòa Thượng Đức Niệm hôm nay lên 700.000 cuốn, và tiếp tục in nữa để phổ biến tặng hư không biến pháp giới để mọi người biết đến 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Phổ thiền tu 23 năm mới biết 48 lời nguyện Phật A Di Đà trong kinh nào? Kinh vô lượng thọ này mới có 3 năm, mới có 3 năm nay thôi mới biết kinh vô lượng thọ, và mới biết gì? Mới biết đến 48 vô nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói muốn thâm nhập một bộ kinh này là phải gì? Là phải thọ trì tập tụng vì người niệm thuyết và gì nữa, và phải tính giải hành và chứng. Mà tính giải hành chứng của bộ kinh không này, một bộ kinh cái đường thọ đã không rồi, thì tất cả kinh không một và tất cả là một. Đó là 4-3 năm nay vừa tụng vừa đi đao giảng khắp từ miền Nam ra miền Bắc, và kêu mọi người phát bồ đề tâm tùng vô lượng thọ nguyện Phật nguyện bản sanh. Quý vị nhớ có cái gì chúng ta qua rồi mình không, ngài chỉ cần cuốn kinh vô lượng thọ, quý vị nghe rõ ha, chỉ cần một cuốn kinh này trong 5 cuốn kinh vô lượng thọ về thọ đều đọc tụng vì người diện thiết phát bồ đề tâm nguyện bản sanh, quý vị về tới cái Tây Phương Cực Lạc gặp họ A Di Đà rồi lo đi cả hai hộ, và muốn học cái gì với nó thì chúng ta học, không có làm được là đó. Như vậy hôm nay 48 lời nguyện này là bổn nguyện của Phật A Di Đà, chúng ta giữ gìn và khuyến khích mọi người để mà gì, để mà thọ trì tập tụng vì người diện thiết. Thọ là động, trì là tìm hiểu và thực hành, vì người diện thiết là đem cuốn kinh này tặng cho người ta tụng, gọi là vì người diện thiết. Đem cuốn kinh này tặng cho người ta tụng là vì người diện thiết. Khi quý vị tụng 48 lời nguyện này, cái nguyện mình cảm với nguyện của Phật thì gì, thì nguyện tiếp sáng nào cũng khi con thành Phật, khi con thành Phật, khi con thành Phật,
mà liền tụng hoài như vậy thì nó sẽ rất nhiều. Ba năm nay in 3-700 ngàn cuốn và khuyến khích mọi người mà được chỉ một phần cho bốn phần mà bạn tự nói đó là tính thôi, chưa có thấu giải được bộ kinh này, chưa có thực hành theo đúng toàn bộ bộ kinh này và chưa có chứng được bộ kinh này, không phải dễ đâu. Mà ba năm và tụng nói một ngày phải ba cuốn và ba năm như một ngày cái gì nó sẽ thâm nhập lời nguyện của Phật, còn là những môn năm đọc đường về chi không, quý vị thấy là chúng tôi nói rất rõ ràng như vậy để làm gì, để mình còn cái thời gian để mình đi sâu vô cho trong tuổi như quý vị mà tu nó không có duy nhất cái sự bản sanh của quý vị sẽ trở lại. Bản thân chúng con năm nay 40 tuổi mà chúng con theo đúng hòa thượng Tịnh Không, là hòa thượng Tịnh Không là đệ tử của ngài Điện Tịnh Nam, ngài Điện Tịnh Nam là một vị cư sĩ đệ tử của ngài Pháp Quang, và ngài Pháp Quang trong liên của ngài chỉ có một vị Phật A Di Đà, chúng con hay nhắc vào chỗ này, và chỉ có 4 vị A Di Đà Phật và chỉ có một cuốn kinh A Di Đà và một cái tượng Phật A Di Đà. Ngài thì chỉ 4 chữ theo cái vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ khoảng 24 nói phát bồ đề tâm nhất hướng chi niệm A Di Đà Phật là A Di Đà Phật, 4 chữ không thiếu, nhớ ngay, mà 6 chữ không vừa, đừng có nói rằng là 6 chữ nó mới đủ, 4 chữ là sai. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm tổng tổng còn ghét, không phải nói vậy sai rồi. Hòa thượng Tịnh Không của A Di Đà Phật, ngài Lý Việt Nam là thầy của ngài cũng A Di Đà Phật và biết trước 3 năm vãng sanh. Ngài ông quan cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là A Di Đà Phật biết rồi, hiểu không? Chúng con đi qua Hồng Kông, Mã Lai, Singapore, thực ra chúng con phải cái sao mà chúng con đi qua coi thử hòa thượng tu cái kiểu gì, ngài nói cho bản địa cũng tin rồi nhưng mà qua mới lên được cái gì. Qua tới Hồng Kông buổi sáng thì tụng bốn cuốn kinh vô lượng thọ suốt ngày trước à đi thọ thọ a đi thọ thọ a đi thọ thọ a đi thọ thọ họ ở chúng nó họ lão Phật thì Phật lão là gì, là già dặn. Già dặn nghĩa là có người này không phải là non nớt, nay nghe pháp môn này mai nghe pháp môn kia, là gọi là non nớt, nay nghe pháp môn này mai nghe pháp môn kia, gọi là chưa đầy đủ thiện căn có tính tâm pháp môn thành độ, gọi là non nớt là người Phật. Còn người già dặn là gì, người ta thật thà chân thật và biết một đời để bản sanh, dầu cho có một cái ca chúng nói là gì, có một pháp môn ví dụ hơn pháp môn thành độ và không mơ thành hơn, mình cũng kêu không là không. Nếu ngài nói như vậy là ngài hai lần không phải là Phật. Phật chỉ có nói một lời đó là Phật Thích Ca Mâu Ni là nói rằng chỉ có cảm giác được là và thù thắng nói cho bà Bi Đề Thi, cho nên mình tin liền là tin trong kinh. Nếu mà nói là ma giả tin như vậy là tin sâu, tin như vậy gọi là lão thật mà tin, được chưa nào? Thật tức là chân thật, lão tức là già dặn. Chúng tôi qua Hồng Kông gặp cái chỗ bên đó là chỗ nào cũng để gì lão thọ niệm Phật cầu sanh tịnh lạc, chỗ nào cái để gì đó, nghĩa là già dặn và chân thật. Nếu người niệm Phật mà còn giả dối, miệng nói một đường, tâm nghĩ một ngã, họ bạn cho nên cái gì ở ngoài đời sẽ tạo nghiệp rất là nhiều, làm an sinh sống để tạo nên cơ ngơi sự nghiệp mà đi mua lại chuối 5 ngàn chưa có bán chuối 15 ngàn. Có như vậy mới có tiền về nuôi con nuôi chồng họ bạn lo cuộc sống không ạ? Sanh ra cuộc đời này quý vị sẽ tạo nghiệp rất nhiều. Nếu không dùng câu ai đi đạo Phật để mà quá giải ha là bỏ lạc chắc. Cho nên chuyện có pháp môn này là pháp môn mà để cứu vãn tình thế, mang nghiệp cũ về cực lạc. Còn nếu quý vị sám hối và lạy Phật trong một đời này mà tiêu tiêu kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trầm sao hoặc phẫn hận phú não vật sang cuốn xiểm hạ yêu vô tàm vô quý trào tử môn trầm bất tính giải tại phóng dật ác thất tái niệm thất niệm tái lọ bất cánh chi nhiều không, rất nhiều. Một đời ngày mà tiêu hết tất cả những cái vấn đề phiền não đó không thể nào tiêu được đâu, mà chỉ mang nghiệp về cực lạc, gọi là đới nghiệp, đới là mang về cực lạc để tu. Cái điều này là thử thách. Và thường mình không nói yêu cầu bạn chỉ làm sao khởi được tính nguyện để cảm thấy Phật A Di Đà và ra đi chỉ còn 10 niệm không còn 1 niệm, nhất cố như nào mới được niệm. Nhờ có vậy, 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 nhờ có
nhưng cũng là một câu Di Đà, vô điều kiện là không còn niệm khác, không còn niệm khác, không còn niệm gì chú, không còn niệm gì nữa khác, chỉ còn một câu Di Đà tinh rồng, thì chỉ còn một câu Di Đà gọi là nhất cú Di Đà, vô điều kiện, tức là không cần một cái niệm nào khác. Hãy tay cảnh trọng tới liên truyền đặc biệt chỗ này. Với điều kiện một niệm năm ngày đều được tính nguyện, còn không có tính nguyện niệm năm ngày, 10 ngày, 20 ngày, niệm 100 ngày không phải sạch, bởi vì không có tính nguyện. Quan trọng của cái khởi tính nguyện, bây giờ khởi tính nguyện là sao? Không có cái khởi tính nguyện và phát bồ đề tâm nào phù thắng vi diệu bằng phát bồ đề tâm và sạch. Quý vị mà được cái giây phút mà ngồi trong đạo tràng như vậy, không phải là bỏ không đâu, nhân viên thù thắng sáng nay nở thì con cá nó bệnh hoạn nó mang, nó bệnh hoạn và đã cảm nó sốt nặng nó mang cái nhà tôi gặp mai thì làm sao mà ha. Sáng ra đi nghe ra ngoài đường dắt té gãy hai răng cửa chỉ nhiên mở phải đi vô nhà thương để hai cái răng chắc phải đi vô bỏ nhà sĩ ra nó chỉ một chút xíu thiếu cái nhiên thôi là mất đi, mất cái gì, mất gì, mất cái nhân duyên của cái này, nó lạ kỳ lắm. Mà khi khởi thì đến chùa một cái tầm số này nó hợp với cảnh giới chư thiên long thần hộ pháp hộ trì nam bảo để đưa cái gì đến đây. Khi khởi cái điều nó khắc hộ từ tử là có cái tầm số cái cảnh giới đó nó sẽ xuống chúng ta đi đến để từ tử một tầm số một cái điều là một cảnh giới trong đó nó xuất hiện. Quý vị thấy không? Sáng nay mà khởi được cái niềm tham, bữa nay đi lên chùa nghe pháp á, mình lỗ 2 triệu bởi vì không ai bán giùm. Hai triệu nó quan trọng ra là một cái khá quan trọng. Hai triệu đó ngày mai kiếm được, ngày mốt kiếm được, ngày buổi kia kiếm được, và có thể rằng là kiếm nhiều hơn. Nhưng buổi thuyết pháp nghe hôm nay biết khi nào thầy trở lại. Cho nên khi mà có một cái tầm số là tham thì nó sẽ đi xuống cái chiều hướng của gì? Của nặng nề và chấp trước và đạo lạc. Khi nó có chiều hướng là gì? Là phát khởi tinh tâm để tu hành, dầu cho một ngày là 500 triệu một bỏ luôn. 500 triệu đó là cái chức lệ của tiền bạc. Nhưng hôm nay cái giá trị tinh thần này mình biết học, mình biết cách họ làm sao nè, mình biết cách để mình lo cái tư lương hàng năm nè, để già cửa gia đình mình cam kết, mình biết cách họ để cơm rồi nghĩ cách để mình phóng sanh cho gia đình mình chứ. Đó, rất quan trọng. Hôm nay cái gì đi học là chúng ta nói được cái gì thực hành. Thực hành cái gì? Nghe nói chợ hạt ăn cây để lúc nông dân không đau bệnh vừa ăn gì. Nghe nói phóng sanh để mà gì? Để mà giải được nghiệp và kéo thọ mạng kéo dài. Nghe nói như vậy về liền và được cái con nói. Tôi lúc trước là tôi chuyên môn được nhiều mà tôi sang mắng. Cho nên lúc này tôi chủ phòng với 40 năm của tôi chết. Tôi vô trong cái phòng là tôi đóng cửa tôi niệm Phật không uống thuốc nếu thọ mạng hết. Nếu thọ mạng hết là tôi ra liên dầu cho bác sĩ và gì? Và thạc sĩ và tiến sĩ giữa cũng chết. Nếu thọ mạng tôi còn sống. Và đến hôm nay 85 tuổi chắc chắn là thọ mạng tôi dài như vậy thì gì phẩm vị tôi phải ra cái gì muốn sống thêm không nghe là đại cô gái này cái gì muốn sống thêm không cứ nhớ chúng tôi á mà siêu nghe mà tưởng là chúng tôi muốn mạng sinh sớm nhưng bây giờ chúng tôi cầu nguyện như vậy nó kiếm cầu nguyện nghe con sống làm sao cho mạnh khỏe để lợi ích chúng sanh để con còn mốt con đức hồi hướng về cực lạc để mọi người con nó cao bởi vì một ngày một cái bậc cao đà tu bằng 100 năm làm được cảnh giới cực lạc vì trên cảnh giới đó là thiện nhiều mà ác ít rất dễ tu còn cảnh giới này là ác nhiều mà thiện ít khó tu hả bạn vậy nghe nói là bao nhiêu nói là đẹp trên nữa nghe nói là chúng trên đó nghe trên vô lượng họ đó nghe đang trên đỉnh cao chúng tôi nghĩ mẫu trong xương rồi nói ra nói lời chân truyền, có bạn cũng như mấy người ta nói tục nói
tiểu để ăn chơi, nó ra cái văn tục liền thâm nhập cho đầu, mà mỗi lần nó ra văn tục và nó ra một câu là có ý niệm sát phạt ơn thu ganh tị và khổ phước, khổ đức, khổ đức, khổ phước. À, còn người mở miệng vì mình là cái hoa sen, một cây né nở, một cây cứu đường, tiếng ta là nó mùa xuân, một cơn gió nhẹ hôn trong mắt lòng, như vậy là mình có phước và người ta cũng có công đức có phước. Không ạ, đó, nhưng mà hôm nay cái nhân duyên nó phù thắng là mình muốn ở lại cõi này không vững vàng, không ạ, tinh thần sáng suốt cho mình tranh thủ mình làm phước để hồi hướng gì được lại, thì cái phẩm vị mình sẽ tăng cao nhanh hơn về liền được làm tốt. Mà phải biết rằng bồ tát còn mê quy chỉ ngắm thanh văn vọng người của ta ngay cho nên cố gắng trong một đời không để chúng ta quyết định như vậy. Gì hôm nay về đây nó cũng khởi được tính tâm nhé ha, cái gì hôm nay nghe lời cho thành tha thiết từ trong nam thầy ra đây đem cuốn kinh này và phát bồ đề tâm phóng sanh. Bữa nay một mình quý vị ở nhà giàu cho một nhóm 20 người làm sao được hơn 100 triệu phóng sanh, làm sao có thầy chú nguyện để lo như vậy, không ạ? Cho nên cái tổng tu rất quan trọng, cái tổng tu nhờ cái lực gọi là tiếp dẫn lực, cái tổng hưởng của đại chúng rất quan trọng. Mà coi như ra miền Bắc đợt này chúng con đi giảng ở đâu có gì không, xuống tới Nam Định, Giao Thủy, đi lên Sơn Tây, bất cứ ở chỗ nào chúng con đi á, chúng con báo trước điện thoại là ngày hôm nay đến Nam Dương Tượng. Khi mình đi phóng sanh, mình kêu một người đi phóng sanh nữa thì ước làm hai phòng, người thứ hai cái người thứ ba, người thứ ba cái người thứ 50, mình là người sẽ ước được 50 phòng. Cái công thức là cái bước như gió, thấy không? Không thấy không? Không thấy nhưng mà có gió, thấy không? Cái cờ khóc biết là bao gió, mát biết là bao gió. Công thức cũng vậy. Nói đến đây chúng con kể cho quý vị nghe cái mẫu chuyện là công thức mà nhờ công thức mà gọi là đức trọng một quỹ hồng kinh, nhờ cái công đức này một người làm cả gia đình được được. Chúng con giảng ở Trà Vinh có một cặp nó chặt bị chặt là 3 phút, ông nhập những cái cô đó nói thầy hồi nãy giờ con nghe thầy giảng 2 tiếng đồng hồ con khởi tiếng tâm con bỏ cô học rồi thầy, hỏi sao vậy, con bị cái gia đình đã chặt là 3 phút, đáng lẽ con kêu con báo thù, con bị giết, con xô té một người trong gia đình của họ đó để con báo thù, bây giờ ghét cái lây mà sao gia đình đó có ăn chay, gia đình nó có đức quá cho nên con không xô được. Thầy hỏi vì sao có đức, họ nói ăn chay phóng sanh tụng kinh làm lành, họ có một người trong gia đình hay đi chùa cho nên nhờ cái đức đó như một cái tàn dù nó che cho nên con giết không được, con hại không được, cho nên hôm nay cho con xả món thù, con xả món giết thầy cho con vô chùa này con tu cho cả 2, 3, 4, 5 người những chương hành đạo của quyền thanh, một người trong gia đình hành là làm đạo là theo đạo, làm những đạo đức thì cả ngũ quyền mình nhờ hưởng công đức đó, là đến chùa ngũ quyền mình đến người ta nghe người ta không, cả ngũ quyền mình được thăng hoa và giảm nghiệp đó, cho nên thành ra gọi là đức trọng quỹ hành kinh, và nhờ công đức đó mà quái giảm nghiệp cả gia đình. Và cái tầm số này là tầm số của Phật, cái tầm số này là cái tầm số mà được Phật gia trì và gia hộ, không dễ gì khởi cái tầm số này đâu nghe. Quý vị nghe tầm số, cái tầm số quan trọng. Anh uống rượu khởi làm số cái là nháy mắt cái con nó uống rượu uống luôn chiếc xì kè nháy mắt mà biết là cùng chiếc xì kè nhau rồi nó có cái làm số đó ạ. Hôm nay mình làm số bộ phận thì mình chắc chắn sẽ về bộ phận nhất niệm tam thiên một niệm có 3000 cảnh giới trong đó đó ạ. Nhất niệm tam thiên một niệm tham có 3000 cảnh giới đại lụy, một niệm sâu có 3000 cảnh giới địa ngục, một niệm si mê là không là biết đâu là chuyện là ác đó là bà có 3000 cảnh giới xuất sanh, một niệm a di đà phật hộ là a di đà phật có 3000 cảnh giới phật. Đây là niệm thứ 19, nghe danh phát bồ đề tâm, nghe đến cái câu này là gì, phật a di đà phát nguyện rằng bất cứ một chúng sanh nào từ địa ngục cho đến cảnh giới thanh quan viên giác bồ tát nghe danh nhiều con đều phát bồ đề tâm. Bởi vì hai cái tầm số nó khác với nhau, và giữa cái chánh và cái tà nó đang cấu trộn với nhau, nếu mà chịu được nghe một thời gian sẽ qua cái đầu đó,
và họ cứ mở thấy là để căng ông ngủ rồi 12 giờ kia bắt đầu ông mở cái máy điện thoại lên, ông ngủ trong phòng bằng phòng ở bên ngoài, trong giấc ngủ đó cái câu điện thoại nó còn tiếp vô, mà nhà đi phước học, nhà đi phước học gọi rằng truyền pháp thức là mạc na thức, cái thức đó là thức thứ bảy. Khi nó nghe câu điện thoại lâu ngày nó sẽ chuyển cái thức đó thành trí gọi là bình đẳng tâm trí, là cái tâm mình sẽ bình đẳng, thấy thông sơ người giàu cũng như người nghèo, dòng họ mình cũng không phải, cũng như không phải dòng họ, ra đây tiếp đỡ tất cả chúng sanh, đó là cái tâm bình đẳng đại bồ tát. Chúng tôi cho này nói này, tâm đó là tâm bình đẳng, không phải thấy người ta kém nhà mình dựng chân đứng chỗ tay cười, mà dòng họ mình thì mình buồn, còn nhà mình buồn, nó không còn cái tâm này nữa, gọi là tâm bình đẳng tâm trí. Và trong coi đi đạo Phật có lẽ quan trọng, trong coi đi đạo Phật nó chứa sẵn, nó chứa sẵn cái công đức gọi là bình đẳng tâm trí, nó chuyển cái thức mạt na này thành cái thức mạt na, là cái thức truyền công đức cũng như ăn cơm cửa là thức mạt na. Thì như vậy khi cái mạt na thức hàng đêm nó ngủ rồi là ý thức nó ngủ say, ý thức là thức thứ sáu, phân biệt nghe này nói phân biệt nè, nhìn thấy màu sáng màu đen màu vàng màu đỏ ban ngày ban đêm, đó là thức thứ sáu. À, và khi ngủ say chết giấc và sanh lên cõi trời vô tưởng, vô tưởng là cái thức thứ sáu này không còn. Và khi ngủ say, cái thức này nó ẩn trong cái A-la-gia thức. A-la-gia thức là cái thức thứ sáu là cái kho, còn cái thức thứ bảy là ăn tràn canh cửa là mạt na. Đêm mà nằm mộng là cái thức thứ bảy này là kéo cho chúng tự, chúng tự ở trong cái A-la-gia thức ra, nó bốc một cái hạt đậu trong cái bì, cái bì chứa, cái bì chứa đó là mạt na thức, gọi là tàn thức. Nghe thấy mà cũng phải khó hiểu, mấy người có nghiên cứu kiến thức là hiểu điều này, nhưng mà cố gắng lắng nghe ra sau nha. Thì như vậy cái mạt na ca là gia thức này là cái kho để chứa những cái hạt chủng tử trong đó. Nếu chủng tử là ác nhiều thì cái lúc lâm chung nó phải đi theo cái xu hướng của chủng tử đó. Nếu chủng tử trong này là hàng ngày mình ai đi làm học nhiều thì trong này nó chứa những cái chủng tử ai đi làm học, và cái chủng tử ai đi làm học nó có công năng để truyền tiêu những chủng tử ác và phát triển những chủng tử lành. À, chỗ này nó còn nghe cái câu ai đi làm học có công năng truyền tiêu những chủng tử ác, phát triển những chủng tử lành. Do lời nguyện của Phật và nguyện thứ 19, bất cứ một chúng sanh nào nghe danh hiệu tôi dù phát tâm bồ đề. Cho nên quý vị về ban đêm quý vị cứ mở kinh, mở công niệm Phật, mở kinh, mở công niệm Phật và mở máy niệm Phật hàng đêm, vừa ngủ vừa nghe, mạt na thức vẫn tiếp cận vô và ít thấy ác mộng. À, nếu nó lâm chung mà quý vị không nghe danh hiệu Phật, đố mà quý vị phát tâm bồ đề, khi lúc lâm chung tập thử nghiệm nó lớn, nó quay như là cuốn băng video quay lại, không ạ? Mà nếu mà cái tâm quý vị mà cho người ta phát tâm để kiếp sau làm người, họ phát tâm liền hai ngày nữa, cái lúc cái tâm họ yếu nhất mình nói sao họ nghe được, một câu A Di Đà Phật là đủ lắm rồi. Sợ mình không có nhất tâm niệm Phật, mình không phải lão Phật niệm Phật, mình không có niệm Phật vô tâm buồn. Cho nên chúng ta khuyên quý vị nè, nếu chú đại bi là vô thẳng đại bi tâm buồn, nếu mà pháp qua là vô thẳng pháp qua tâm buồn, mà muốn tâm buồn thì một bộ đó mình hành trì cho lâu ngày. Nếu lâm nghiêm là vô thẳng lâm nghiêm tâm buồn, nếu niệm Phật là chỉ chuyên niệm Phật để vô niệm Phật tâm buồn, tâm buồn là một loại lửa, khi đắc được định rồi dùng tâm buồn ra là tiêu cái tâm này luôn, mà khó nó phải vậy. Nhưng mà nếu quý vị về tới đây luôn được làm là quý vị đắc được lửa tam muội và thành tựu được niệm Phật tam muội vì gần sức gia trì của Phật, còn ở cõi này